nhìn mắt em quay lại nhìn mắt chỉ là không cùng nhau bên không biết bao trời xa không chán vẽ lấy uống mấy thôi rồi mua đây đang gì mình đang hết pin à ừ, đang đang bảo chán vẽ lấy uống con vừa làm vừa cóp luôn đi để cho một tú máy cũng được không để tôi đặt ba góc luôn bây giờ chả ra gì nhưng quay rất nhiều góc làm đi hay lắm
cô ấy chụp cái ống hút rồi phải làm lại cái ống hút chụp cái khung. Ghê hơn đó.
Thế này. Vâng. Mỗi chỉ cần biết. Ai lại được? Ở phân cao cát. Vâng, cao cát. Nó hiện lớp mấy hôm, 4 năm hôm rồi. Vâng, cao cát rồi. Từ 2 năm mấy mà. Và rồi ra đây. Để xóa cái giao chỉ của cái kênh FD để chứ không lại một lúc. Giao chỉ. Nó lại sốc. Nó lại sốc. Cái kênh người ta sắp lại nghe chừng phải giảm giá thì mới dễ bay không nhỉ? Tôi bảo là đắt hơn. Hả? Bảo là đắt hơn. Nhưng mà kênh này nó dở dở nên nó kén phách em ạ. Cái kiểu nó dở dở ấy. Chúng nó bây giờ kênh như này đã cao lắm rồi, nó cũng chả cần cái kênh như kiểu con tem trở ra con tem, bơm trở ra bơm à. Đắt hơn tận triệu mấy cũng chả như là muốn mua. Quả cũng đã bán ở đâu, vẫn sẽ đăng lên nhưng cũng phải đăng khá lâu rồi đấy.
giải thích được rồi nhỉ? À, chị chưa check, thấy Đức Trung nói thôi chứ chị chưa check. Hình như sáng nay lắm hả? Chụp bằng máy ảnh mà có vẻ mờ mờ vậy nè. Chụp bằng máy ảnh nó rất mờ mờ. Là cái chỗ giường này cũng mờ mờ. Người lên một bông hoa rồi. À thế. Sáng lên. Không, vấn đề là nó bị mờ chứ không phải vấn đề là ảnh tối. Nó lạnh rồi. Đây. Tối rồi. Ui, sáng hẳn đấy. Ấn nó ra, thì bà chị lên sau chị nè. Chung mờ, kéo sang. Chung mờ. Chị kéo nó kêu lên rồi. Ừ. Sáng hẳn. Chưa bao giờ ăn. Đây, để ấy đó, quay chữ đi. Tokyo hay Seoul.
Bây giờ báo thằng kia là check xong rồi, sao bảo nó có khi nào có kênh cổ video cổ thì báo mình nhỉ? Ok hết rồi, chủ nhật tăng từng mail tiếng biết cũng kiểm tra rồi đúng không? Ớt số điện thoại rồi đúng không? Có một kênh thôi mà cũng bảo nó là có hay không thì bảo em video cổ kênh này tôi có một video cổ 2009 một video cổ, tôi có một kênh này nó xúc không gái một kênh không có được dịch mà. Thế sáng bảo luôn đi cổ quá có video cổ 2009 một video cổ có một kênh lại bảo có xúc không gái một kênh có một kênh này xong quá có kênh cũng lười giao. Không một cây mất quá sáng không bảo em luôn một cây. Mới lọc ra được giờ sáng không bảo em luôn. Hôm nay bật máy hoạt lên ất chưa chỉ cái kênh này. Kênh lúc sáng bán SD 52 SIM. Giờ thì 30 phút báo một lần. Điện thoại em phải đi quay ngược, quay cam sau thì nhìn ở đâu?
bao nhiêu giấy, mình lấy giấy đơn gì? Làm gì có giấy trắng anh? Mua, mua một vớ. Quên quên, tôi lúc qua tôi mua bao nhiêu là giấy A4 à? Quên. Mình đi mua hàng nghìn thứ rồi, mình không mua được tờ giấy, thì xem giấy gì nè. Em có bảo nó xé đâu, bảo vẽ thẳng. Vờ nó xé, vẽ gì nữa. Vẽ thẳng lên luôn. Vẽ thẳng lên, khác gì là dùng rồi. Làm gì được đâu. Sổ đấy anh để mốc theo, phải đến 2 năm nay rồi. Mốc, mốc thì mình trả được xé. Số đó chứ dùng, mình dùng. Ngán rồi. Mua hàng nghìn số rồi, mình đi xé số ra. Để làm gì. Bây giờ có cái gì thì cần cái đấy. Trả gì dùng. Cần dùng cái gì, cần dùng đồ dùng như thế nào, để làm hại ạ. Căn bản là lỗi. Đó là đồ body. Nhưng anh đang dùng thì không nói, anh để xó thì rời rồi em nó không lau đến. Còn ấm thấp mốc mát. Ấm thấp mốc mát lấy đâu. Đó là làm hại, cũng được rồi. Được. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đúng ở Phượng Hồng ấy. Ô, thế là em yêu. Được tầm vài chục kênh thì báo em nhé. Một tầm vài chục kênh thì báo em nhé. Tầm vài chục kênh. Mấy cái bọn thứ nhất nhã. Cái đó thì phản luôn chú ạ. Mai thì người kia thì đối với Pháp thì mình đang phục vụ. Đi bộ về phải chuồng giờ hết. Để ý nhà mình như còn ai? Cả Phương đi bộ từ nhà bà tập về sao? Sao không tăng? Đi ngày xưa mẫu phép này. Ở đâu? Đây. Ừ. Ngắn ngắn, thực ra là nhìn thế nhưng tại vì là nó ngắn. Nó ngắn ngắn thì còn... Lên là tưởng ấy thôi chứ mà không có lên đâu lắm. Cái hồi mà nó 9 tháng nó cũng không đuối cân lắm so với bọn đấy đâu. Không đuối cân lắm so với bọn cùng tuổi đâu. Cũng 8 cân cái đợt thôi. Nhà mà trong khi nó xuất phát nó cũng không được đấy. Chín tháng rồi đấy. Thì chị bảo là không to nhưng nó cũng không đến mức đuối lắm ấy. Cái đợt mà nó vẫn còn ăn ở bán ăn dạm ấy cô tụ ạ. Đấy là đấy trộm vía. Chung nó không đến nỗi lắm. Nó cũng không phải dạng thiếu cân lắm đâu. Kể cả tính cho cái cùng với cái bọn được 3 cân như vậy ạ. Mà càng lúc càng dài càng ngoãn ra giống thằng bố với ông nội dài ngoãn xấu quá nó hết bụi mất hết thời gian bụi.
đã thấy da lúc nào cứ vàng 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 vàng. Yêu ơi, vàng dạ. Dạo này vừa vàng vừa đen cơ chú ạ, đi bêu nhiều không? Vừa vàng vừa đen. Trước tránh trắng vàng, tránh xanh rồi. Lót kiểu ngắn ngắn như kiểu bún bây giờ ấy, như vậy đấy, kiểu bún ngắn ngắn kiểu đấy. Đấy, như thằng như con bún bây giờ thế nào thì hồi xưa nó thế. Ngắn ngắn. Nhưng mà cái đợt đấy nó mấy tháng mà có tú. Đợt đấy nó có mấy tháng đâu. Ngắn thật, tôi ngắn thật. Đấy, mới biết ngồi ấy. Nó có mấy tháng thôi. Hiến chắc cũng phải được khá video đấy, phải 20 kênh đấy hả? Được. Chưa. Chị đăng được lên 15 kênh rồi. Còn mấy cái ở mấy ảnh mấy của Tuấn mấy cả mấy ảnh này nữa thì được tầm 20 cái, 2 tiếng. Còn mấy cái ngắn ngắn thì được cắt. Cắt ra đăng thêm lên 20 kênh. Xin nhiều các bạn. Nó làm dài hơn nên đây mình tận dụng nó, mình làm ngắn quá. Kiểu như là nó làm cái giường ấy nó dài ra nó đẹp, nhưng đây chỉ tận dụng nên chỉ làm ngắn. Cái kiểu cái này có sẵn này này, nó làm dài thế này cơ mà. Cái giáp giường của nó dài thế này cơ mà. Của chị thì nó bằng 2/3 của nó thôi, tại cái này nó có sẵn. Tháo cả cái ghế ra. Thì đã gọi là tận dụng của video.
mới thay mà. Thay cùng với lúc em bị cắm đấy. Cái này cũng lâu lắm. Cái này giả đâu. Đây. Đây, ở bên chị đây. Cắm cho mình thay này. Thẻ máy này giống nhau hết à? Đút được hết à? Hai máy này đều đút được thẻ thôi nha. Đấy, có phải hết pin mà bảo. Đây. Kiến ơi, bình thường ấy ở đây là sửa vung lên vung xuống mà sao bây giờ thành mờ mấy nét rồi? Em lấy của em để chỉ mua. Zoom lên nào. Zoom lên. Không, đây thành mờ mấy nét rồi. Không phải làm gì tân sao vào đây mà bây giờ lại thành ở đây á? Sao lá này? Mấy nét chỉ có chỉnh ở đây bao giờ đâu? Chỉ được chỉnh một cái xoay tròn đấy mà được rồi. Thì chịu. Phải biết một cách. Lại có thêm video. Ngon chưa mẹ? Xấu là không, nhà chị nó cứ bị đen cái đít son nó đen như đối với cổ cái lúc mà ga gần hết được gì mỗi một lần mà gần hết ga á là ga nó cứ cuối nó cũng đều đều hơn.
đen xì luôn. Bà chắc ở nhà đang thấy rảnh quá không? Ông bảo là lấy các thứ về sớm à? Bà đứng đi chợ ăn. Bỏ mấy tập tay. Có quà nó khổ quá. Xuân Viên ở làng bà Tám có ca Covid đấy. Xuân Viên thế đấy là Xuân Ái. À, Xuân Ái. Còn toàn là Xuân Viên và Xuân Ái. Biết rõ không? Thế là người đấy đi đâu làm gì? Công nhân hay gì? Không ở xa thôi mà gần gần đây là lại buồn thổi nhau khi biết. Là tập tập tiếp dành lắm. Úi dồi, thông tin gì trong làng hay gì úi dồi, nắm rõ lắm. Loa phát thanh của làng sợ kẻ lẽ nhau ngay. Em mình không biết cái thông báo không thạo và họ hàng ta cũng gần đây mà. Xóa anh xóa đi, xóa luôn trên đấy được, làm gì phải rút ra. Chơi chán quá rồi. Cho tướng chơi chán cả vua tướng thì thôi, sao chơi tướng quá thế. Mon men. Nhưng mà đã chơi thì xong rồi nước chán tự bỏ ra về báo.
Chim hót ở ngoài nhé. Cái gì nhỉ?
tấm vé trên ta đấy thứ thôi, mình không biết là mình em giờ em ngủ nhà thấy mưa như thế, mình không để ý đâu, mình không để ý đấy, chỉ có đi đâu mà cần đến chẳng hạn hôm nay ngày mùng mấy hay là gì thì ở đấy mùng không để ý gì, để ý luôn chẳng hạn.
đeo ở đâu quay lấy số lượng, không quay lấy chất lượng. Cái làm từ mấy hiện ta làm công trình to, tớ chỉ làm công trình phụ, chỉ loanh quanh bàn như ghế như giường, cứ được thẳng, không quan công quan thẳng, ngon đấy. Lại bảo hiểm là quay chậm thôi, đau mắt rồi, làm ham, ai để ý. Mẹ còn có cả cái gạt nước nữa.
Thế là gì thế thôi. Không biết vào. Cậu Cậu bảo được nhé. Bấm xe đi rồi đàng hoàng nhé. Thế cho Vin bấm chơi đấy chứ lại ạ. Ừ, thế ạ. Thế ạ, chính xác cái này không? Thế ạ. Quay đi, quay đi. Thế ạ, gọi là. Được đấy, anh làm đàng hoàng. Ừ, làm có cả ghế có bên trong. Đây đủ ghế, không lắc, đây đủ. À, đây đủ rồi đúng không? Vừa hết đi. Vừa hết đi rồi. Đây. Đây. Chú nào cả nhà chưa? Chú bà. Chú bà. Gia đình cũng lại cả là đấu ở nhà nhà chết đói vợ ở nhà chăm con thì hợp lý rồi đúng không, mình phải đi kiếm người nhà thôi. Cầm tay với chị nhé. Được, nhưng nó yếu là tí nữa nó cũng quạnh đấy.
mang thẻ được không? Đi đâu mà nghĩ đông là chị lại còn lấy cái tận dụng cơ của nó là cái chỗ mà trắng trắng phải thò nhiều á. Nhưng mà của chị chỉ còn cái đấy nó không thò mấy, cái chỗ cứng cứng à. Sao mới đến chỗ sắn à, nhưng cái chỗ cứng nó còn ít thôi nên chị kệ. Nhấn chụp cái xe ấy trước đi rồi đặt hoa xuống. Không chụp xe thì hoa riêng không em. Nó rụng đấy. Nó gãy như thế này, yếm ạ. Kêu lắm. Tú có một mình một cái không thấy kêu lắm. Ít lợi. Hôm trước kêu nóng quá. Nó không tới. Gì đúng không? Thấy lên nói chuyện với bố một dạo, chắc là phải có việc gì. Không phải tự nhiên không nói chuyện. Ôi dù giờ này đang dịch riết thế, với lại bọn mình nó đang không có nhà, nói gì nữa. Chắc không đó, chắc tầm này phải. Xây sáo rồi. Thế cái gì mà ghép, thế cái gì có phan cái gì nhấn xương vào cái chuyện cái gì đấy? Cái gì?
Nhiều chưa? Nhìn này. Xem. 31 cái. 7, 4, 1, tầm 4, 5, 5, 5. À, đây. Vừa có sẵn. Để cho 5 video vậy. Được cái gì? Một ngày mà quay như này là không phải được. Ít là 4, sáng 2, chiều 2 đúng không? Đấy là mỗi máy một video đấy. Nếu mỗi máy 2 thì phải được hơn. Một máy được một video lượt thêm được 3 tiếng thôi. Nếu tầm như ngày 3 tiếng. Mỗi ngày thế thì mỗi ngày tầm cho là 5 video 2 tiếng. Sáng là 2, một máy quay, một máy ấy là 2, chiều là 2, một cái xem là 5 cái. 6 cái. 5 cái, 6 cái thì cũng không đủ. Tại vì có phải lúc nào cũng quay luôn đâu. Tầm 5 cái. Sáng 1 cái. Sáng 2 cái, chiều 2 cái. Thế chị được hơn đấy, tại vì mới quay được hôm 10. Mới quay được 3 hôm, nên là hôm thứ 4. Được 20 cái. Được 20 cái. 17, 18, 19. Tại vì trong mới quay được ghi được 17, 18, 19. 20. Bé bé nhưng chị không thấy có cái khuôn nào rồi, chị lại phải lấy cái đấy làm khuôn. Mấy căn bản không có xốp, cái này cần cả xốp nữa mà. Xốp đi, xốp để gài hoa. Check on the other. Còn cái nào sau quay có hết ở máy hiển nhé. Ừ. Sau
phẩm lại mang ra đây chụp cho em. Chính là mình làm cái giường không nên làm màu kia, mình làm luôn cái màu này đẹp để biết tận dụng. Rồi nhầm trên này không nào. Ôi Tú, Tú đứng lên nhìn chị cái, nếu mà chị tay chị ở đây thì máy quay ở quay đấy lắm. Đây thì bình thường chị lại toàn làm ngồi lại nhòm hết không? Đến. Điện thoại thì đến đấy. Đến. Đến tay thì, có tay. Vâng không? Nhưng nó không được nhiều đâu, thì một tay thì nhiều. Đúng rồi, thế thì mình nhiều. Được chưa Tú? Được chưa? Được rồi. Được rồi thì tôi bảo gì đã biết thế nào. Được rồi thế nào? Ừ. Thế nào mà gật đầu? Thế mà gật đầu ngoảnh ra lại thích gật đầu chứ. Ngoảnh ra lại thích gật đầu. Mừng. Giờ thế đấy chị Hảo ạ. Đừng gật. Đừng gật như xin. Thì đã biết rồi, Tú vừa bảo duyệt đấy rồi, sao lại duyệt rồi đấy, phải gần gần. Cứ tưởng. Thank you.
Thường đa một kênh hay được một kênh mà. Thế mà lại không theo này. Hay đai được sau kênh của mình hay đai thế. Thế sao thỉnh thoáng đau hay cái nào còn chết à? Chín chuột. May thì không cho ăn kem đấy, sau pin không bị ho chứ không đỡ lại phải không? May quá, không còn uống kháng sinh. Tớ đổ ngay cho tại tớ cho ăn kem. Mà rõ là tớ thì trước là cho con ăn kem tớ rất đấy nhá. Tớ còn toàn cho uống nước ấm này mà lúc nào phải đợi nguội mà mình biết chuyện cho ăn lạnh mà lại đi vào người ta cho ăn lạnh lúc nào người ta phải đợi một lúc mới cho ăn không mua được không mua cho ăn xong lúc nào phải uống nước lạnh cả đi nóng mà nước ấm thì rất no mà nó bị no thấy nó thèm quá thì cũng bỏ mua thôi mà chín thịt đấy. Gọi chưa?
đi làm gì đó. Mẹ làm con.
sao kêu mẹ làm kiếm tiền cơ mà. Làm gì có con lợn nào, mẹ chết đói rồi. Nay không có con lợn nào rồi. Thế hôm nào của? Không biết, cái đấy phải hỏi anh. Hỏi anh. Con nhớ mẹ bóng xong một tí. Con nhớ mẹ bóng xong một tí. Ngồi đây đi ra kia. Ra kia có mặt cho con xem. Không phải mắc cá. Cái này đang làm dở đấy, đừng có để ức chế. Để đây lấy ở trong cái túi cho chị hai cái lưỡi. Túi này anh thích không mấy nữa. Nó lẫn lộn này. Cờ tướng chưa? Nhìn nào ơi. Nhìn. Nhìn thế được không? Nào, nào ở kia keo. Tu bảo gì nó? Bên này không đi nữa. Đúng không? Đúng không?
mới có thú. Cho lên một cái hàng này làm cái cầu thang đi lên nè.
màu khác vào. Màu khác ra cái gì? Màu gì? Tự nhiên cho màu này vào à? Lấy
sạc nhé, hàng tận dụng đấy, hàng tận dụng đấy. Đây tất cả đều là tháo từng ghế ra đấy, đáng nghĩa là làm cùng một màu này thì ạ. Mà bán lắp thêm video mới không? Em có ở đấy là video mới, cả nên sửa thu không đó. Nói lại là xin. Cái này nghe thì đó. Ba cái nhà cái luôn này luôn thấy được bật. Trông như cái chạn bát đúng không? Chả giống đường gì cả. Nó không làm cái đường này kiểu lên như đấy à? Đây, bây giờ mới làm thang. Trên ba mới ra con trang này. Dính rồi, bây giờ mới làm thang. Cái kiểu thang thôi. Đây. Thang thì làm gì? Cái này tôi lên thôi. Đẩy. Là nghĩa là thang ở đây thì không làm cái này. Chứ có đường vào chứ. Nó sẽ có bẫu đây. Không phải. Đúng. Đây là... Đây là đúng rồi. Nó có làm thì làm. Chị làm giống nó. Tốt. Làm cái đường vào đâu. Thế thì... Chẳng cái này, chỗ này làm trống. Thế phải chỗ đường vào cái giường này. Còn chỗ này làm thang này đi lên. Chị lại làm đúng không? Đúng không? Từ vào được. Con ơi! Tất cả những thứ này đều không được dùng hết. Con này là ao tu xịt, không biết là gì. Thế thì hôm nay tớ đăng ký nhiều lắm. Cái gì đen hả? Hảo đen hả? Anh ấy có chia ra xong hả? Đăng ký nhiều hả? Nhiều là 4 chứ mấy, thì nó có tận 10 cái đăng ký lại cho một lô thì chẳng bông 4. 10 kênh. Em muốn đăng ký có 4, em muốn đăng ký 5 hả? Ui dồi cười. Câu chạy đi bà con ơi.
xịt rồi, mà mình nhìn thấy hát đã xịt xong, bây giờ con tem. Hai cái này đăng video content hy vọng. Sao là làm được? Rồi.